căng đấy. Thằng này hơi mài lại chứ. Đây này. Đứt. Mày thích làm cái phát. Bạn thích cầm kiểu này à? Ừ, tôi thích cầm kiểu giống như kiểu của anh Duy. Ê, ở anh Duy, vợ anh Duy. Đấy, cầm này xương. Lặng đầu. Đây, 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 cho bạn quen này. Cho bạn quen này. Tớ tớ hay là tớ tê cả tay rồi. Mình có thích cầm dài, khánh cầm dài hay là cầm dài? Cầm dài nhưng mà nó vẫn đủ. Nó vẫn đủ để cảm giác nhận được cái này. Cảm nhận được mấy cái phấn phấn này. Cầm mấy cái này, cầm mấy cái thơm này, đóng tay. Ờ, đánh đóng tay. Không nghe lắm. Mất mẹ hết thông số rồi. Làm gì được thông số. Tầng vào này chỉ điện thoại. Cái hãng này gọi là hãng gì ta? Rồi. Anh. Giờ dù thằng bạn tới nó không sang nữa rồi. Đánh em đánh tầm từ 9:30 đến 12 giờ luôn. Đến lúc mà mệt tới hôm trước 12:30 em về. 12:30.